kéo ngã. Thấy à, bọn nó phong huế đấy gì. Ôi, anh thấy cảnh này đẹp đấy, nhưng mà chụp đằng sau sẽ đẹp hơn. Cái ống này góc rộng và cây thẳng ơi thẳng, mà mình quay vào trong ống kính này nó cong 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 cong. Thông và keo. Tự nhiên mà diễn đi. Hơi bị cụ thể.